Chữa tiểu đường bằng lá ổi. Lá ổi có vị đắng, tính ấm, được sử dụng nhiều trong các bài thuốc dân gian với công dụng giải độc, tiêu thũng, chữa tiểu đường. Lá ổi và quả ổi còn chứa chất chống oxy hóa như vitamin A, vitamin C và các loại vitamin khoáng chất như vitamin B2, K, E, canxi, sắt, phốt pho, cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể, giúp nâng cao thể trạng cho người tiểu đường. Thứ nhất, chữa tiểu đường bằng búp ổi. Rửa sạch búp ổi tươi, cho khoảng 300ml nước, đun tầm 5 đến 10 phút, chắt lấy nước, uống thay trà vào lúc sáng sớm hoặc uống sau ăn 1 tiếng, uống duy trì hàng ngày. Thứ hai, những điều cần lưu ý khi trị tiểu đường bằng lá ổi tại nhà. Thứ nhất, bạn nên duy trì chế độ dinh dưỡng khoa học. Thứ hai, nên lựa chọn cách chế biến như hấp, luộc, hạn chế sử dụng chiên xào và nướng quá nhiều dầu mỡ. Thứ ba, ăn đúng giờ, không bỏ bữa, nên chia thành bữa ăn chính và bữa ăn phụ để cân bằng đường huyết, tránh để tụt đường huyết quá mức. Thứ tư, hạn chế tối đa những chất kích thích, đồ uống chứa cồn như rượu, bia. Thứ năm, bữa ăn cho người tiểu đường, hạn chế sử dụng nhiều muối. Thứ sáu, tùy theo lứa tuổi và sở thích để lựa chọn các bài tập thể dục thể thao phù hợp. Hãy đăng ký kênh để biết thêm nhiều mẹo hơn bạn nhé!